Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là dân chơi bóng đá anh em ơi. Bóng đá hài anh em ơi. Rồi thì tựa game này nó khá là buồn cười. Thì tôi sẽ sút vào lát đó. Úi trời ơi, được cái gì đấy? Dele Alli. Oh my god. Thằng này mình có rồi mà. Alisson Becker. Mình cứ nhầm thành Dele Alli. Làm gì có Dele Alli nào ở đây? Wow, chúng ta phải nâng cấp được cho Alisson Becker anh em à. Mặc nhanh này. Mình có Alisson Becker rồi mà. Nhiệm vụ chính anh em ơi, vào đây là xem có sẽ mở thêm nhân vật nào không? Không được cái Harry Maguire. Mình đang có đội hình, mình đang có Sergio Busquets, đây vị trí tôi yêu rồi. Có Jerome Boateng, có Benzema, có Jesse Lingard. Tôi cứ tưởng thằng này là Pogba anh em. Cái gì? Sẽ leo tháp cái gì đây? Sút một cái, leo tháp rồi mở hòm anh em ạ. Được, nhận được cái mảnh gì đó mình cũng không rõ lắm. Mình cứ làm nhiều nhiệm vụ vào rồi khắc đấy mà anh em, đang kết nối lại. Cái game nồi này nó cứ hay kiểu bị kết nối lại anh em ạ. Nó không ổn định lắm á. Ai đây, Messi à? Ồ, Messi thật anh em ạ. 89 quả bóng vàng ấy, vừa thế, đôi giày vàng này. Ui, nếu mà có Messi thì quá ngon anh em. Nếu mà có Messi hoặc có Ronaldo thì quá đỉnh luôn ha. Game này khá hay, nó kiểu dạng kiểu game thẻ tướng ấy. Nhưng mà sao nó bị co lại nhỉ? Mình khá là khó chịu, nó cứ bị co co ha. Đấy, như thế này là không bị co này. Như này là ổn đấy anh em. Rồi anh em ơi, chúng ta ấn vào đây, ấn X vào đây. Xong ấn vào chiến thắng, ấn vào đây. Đấy, để Jose Mourinho và ông này là Diego Simeone anh em ạ. Để Rashford à? Lingard anh em ạ. Lingard. Ô, sao có thằng thủ môn nào thằng này giống như kiểu ấy thế? Juventus là giống như Ronaldo ấy. Giống Ronaldo rã dã man anh em ạ. Nhờ. Được chưa anh em ơi? Cú ăn 5. Ui toàn cúp C1 là dã vào đầu thằng ấy anh em ạ. Thằng Benzema anh em ạ. Nhờn. Sao có cái hào quang gì đấy? Sao Lingard lại có cái hào quang này nhờ? Mình có cái trung vệ Harry Maguire đang cầm cái quả gậy đi đập nhau anh em ạ. Được phết nhờ. Úi giời, đổ bổ đúng như Ronaldo anh em, thấy Ronaldo à? Ui hào quang Ronaldo ạ, phải không? Đúng thật anh em, quả bóng vàng kìa, không sai luôn, hạ gục luôn anh em. Nhưng sao Ronaldo để thủ môn nhỉ? Dị thật sự luôn, sao Ronaldo để thủ môn? Mình cũng bó tay chống câu luôn. Rồi anh em ơi, chúng ta có cái gì thì mình sẽ sale này anh em, miễn phí này. 50 vàng sẽ được cái này anh em ạ. 100 vàng, ok. Có vàng đâu? Vàng gì có, mình có hơn 1.000 kim cương thôi. Bởi cái đăng nhập này anh em, chúng ta sẽ được ai? Được ai đây? Manuel Neuer anh em ạ. Thầy thư Diego Simeone. Và đây là Luka Modric. Oh wow, ngon đấy. Ui Luka Modric thổi rắn à. Đang mặc áo của Real Madrid anh em ạ. Sao lại thổi rắn à? Du ngủ hàng thủ đối phương ạ. Đây là Manuel Neuer. Hai những cái này có vẻ ngon hơn Alisson Becker anh em ạ. Mình nghĩ là thế. Mới ngày thứ 3 rồi. Mới ngày thứ 3 kể từ khi chơi game này rồi. Phúc lợi này. Nhận anh em ơi, có cái gì nhận cái đấy thôi. Chúng ta sẽ cần phải đến nạp để nhận thêm một lần nữa anh em ạ. Sự kiện. Con đường thành danh. Nhận này, đăng nhập mỗi ngày này. Được mảnh của Lewandowski anh em ạ. Oh my god, được đấy chứ nhờ. Mình thích cái này ha. Toàn dân đua top. Xem xếp hạng, kêu gọi đầu tư. Gì đấy, được tài trợ anh em ạ. Ngày lễ thành danh. Miễn phí luôn ạ. Robert nào. 100k. Phải cần cướp một lần. Chết rồi, không được rồi. Vãi cả nồi. Cuối cùng nó không cho mình rồi anh em. Robert khen cầu thủ. Để nhận được một vài thứ anh em. Sự kiện mở server. Đấy, tất cả những cái sự kiện mở server rồi. Ok, chúng ta nhận được rất nhiều vàng anh em ạ. Quà treo máy ha. Lên cấp luôn à, ổn phết nhờ.
Đấy là nội dung trò chuyện này, tôi có Messi và Ronaldo. Ngon nhỉ. Game này hay phết anh em ạ, thề. Nạp đầu thì nhận được được Sergio Ramos ạ. Nạp 10k trở lên tặng cầu thủ siêu cấp đăng nhập 3 ngày thêm 10 lượt quay ạ. Tặng một cầu thủ siêu cấp anh em ạ. Ui, ít nhất là phải 22.000 anh em ơi. 22.000 vào bữa sáng rồi. Thôi. Mình không ấy, mình vẫn có được mà. Vấn đề gì đâu anh em. Trụ sở đây. Hội quán này. Ký miễn phí anh em ơi. Cho ký mua được một lần mà. Ai đây? Dortmund à? Dortmund là thằng nồi rồi đấy. Mình cũng không biết thằng nào luôn anh em. Mình được một thằng mới à hay như nào đấy. Mình cho được Manuel Neuer hay gì đấy này. Nhưng mà lag quá được, tôi không vào được cái nhiệm vụ luôn. Cái game này nó nặng dã man anh em ạ. Thế nặng vãi cả lều luôn. Chẳng hiểu sao luôn. Bó tay chấm com. Ok anh em. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục vào trong cái trụ sở nhé. À, ấn vào câu lạc bộ này. Nó bắt mình phải vào câu lạc bộ anh em ạ. Huấn luyện viên này. Oh my god. Anseri. Ok, chúng ta có huấn luyện viên mới anh em ạ. Đó là Anseri. Ok anh em. Nhận luôn anh em ơi. À không, cái này nhận sau. Trụ sở này. Ký 9 lần này. Quay 10 lần nhận lại cầu thủ tím hoặc là vàng anh em ạ. Cầu thủ tinh anh 5% anh em, có 5% mình nhận đấy nhá. Ký này làm gì có gì đâu, có vé đâu. Tôi hết vé rồi. Ba lô ba lủng các kiểu. Đây mở ra thử cái gì không, có phải sẽ được cái gì không. Vãi đạn. Chịu luôn. Được con đấy thì chịu luôn rồi nha. Ủa mình có chưa đổi tên anh em ạ. Mình có chưa đổi tên cơ ha. Để tên là Thành Ezi đi ha. Đấy. Thành Ezi. Xác định luôn. Rồi đổi tên thành công rồi. Có gift code nhưng mà chắc là cũng không còn gift code đâu ha. Sale đang giảm giá rất nhiều anh em ạ. Cầu thủ, những cầu thủ mới. Có Manuel Neuer có nâng cấp được không? So với Alisson Becker thì con nào ngon hơn nhỉ? Đây là tướng gì? Tướng nào ngon nhỉ? Nó phân chia theo kiểu tướng gì anh em? Tôi không rõ là tướng gì sẽ là ngon ha. Cầu thủ này. Được hàng này đấy anh em ơi. À, Lucas Pizek. Sao cái cùi bắp lắm. Ê. Tím này là ngon này. Có lẽ là ngon này. Mắc gai. Cả áp phích anh em. Sời, chất lượng thật sự luôn. Giờ, vấn đề là nhé. Ví dụ là chúng ta sẽ quay tím hoặc là vàng. Ui, vàng là cầu thủ tinh anh anh em ạ. Phải không? Ký ước tím hoặc là vàng. Vàng có vẻ ngon hơn anh em phải không? Nhưng mà kia là xanh hay là vàng? Vàng anh em ạ. Mình nghĩ đây là màu vàng ha. Và Manuel Neuer sẽ ngon hơn kia rất là nhiều. Nâng lên 60 luôn đó. Mặc nhanh đồ luôn đó. Thủ môn này. Có tận 2 con thì làm sao mà có thể lấy được nhỉ? 60 cấp với 7.148. Có tháo nhanh được không?
Tháo hết đồ, thằng nào không đánh thì tháo anh em. Chắc chắn rồi. Harry Mark guys. Busquets. Busquets cũng 18 cấp rồi đấy. Bọn này cũng khỏe dã man luôn. Rồi anh em ơi. Mình có thể đổi đội hình được không? Tiền đạo, tiền vệ, thủ môn. Khởi đầu này. Đấy, Manuel Neuer này. Vấn đề là Neuer là một thằng khỏe đấy anh em ạ nhá. Thế giới đi. Cho Manuel Neuer của tôi vào chứ. Dĩ nhiên rồi. Đấy, chiến đấu anh em ơi. Xoắn gì anh em? Tôi có thủ thành Manuel Neuer. Ok. Rồi anh em. Chuyển. Tôi có hai tuyệt chiêu anh em nhé. Tất cả hai tuyệt chiêu này. Cái này là auto này. Đấy, có thể sử dụng tuyệt chiêu ha. Và mới có thể x2 được cái sức mạnh của nó lên. Để chúng ta cùng xem Manuel Neuer thể hiện thế nào anh em nhá. Hình nó khá khỏe đấy. Cú bắn 5. Anh em với cả người hành tinh mà. Lingardinho. Ui, ném cái chết luôn anh em ạ. Vãi cả lều, khỏe, vãi cả nồi. Anh dài khỏe vãi cả nồi. Trời ơi, khỏe này thì ai chơi với anh. 100 lòng cốt cho được cái thêm cái gì không? Câu lạc bộ này, lòng cốt này, hoạt nhanh này. Ok, yes. Vài thứ gì đó rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn lại anh em trong cái tập kế tiếp nha. Bye bye.